Hôm nay thì mình sẽ học về khoảng cách các em ạ. Khoảng cách. Cái khoảng cách này ấy, thì cái nội dung mà hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu đó là khoảng cách từ một điểm cho tới một mặt phẳng nhá. Khoảng cách từ một điểm cho tới một mặt phẳng. Cái nội dung mà ngày hôm nay thầy trò mình sẽ làm đó chính là khoảng cách. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Thế thì đây chính là cái mặt phẳng đúng không? Đây sẽ là mặt phẳng. Mặt phẳng này là mặt phẳng P. Điểm này là điểm M. Vậy bây giờ khoảng cách từ điểm M cho tới mặt phẳng P thì nó sẽ được xác định như thế nào đúng không? Tức là người ta sẽ đi thực hiện một cái đường hạ vuông góc từ M xuống gì? Từ M xuống P. Và cái độ dài của cái đoạn vuông góc này chính là khoảng cách từ điểm M cho tới mặt phẳng P, đúng không? Như vậy khoảng cách thực sự rất là đơn giản. Ở đây chúng ta có khoảng cách từ điểm M cho tới mặt phẳng P thì người ta sẽ viết ký hiệu là D, M cho tới P. Và cái này nó sẽ được tính bằng độ dài của đoạn MH. Tất nhiên là trong điều kiện MH phải làm sao với mặt phẳng P thì nó mới được gọi là khoảng cách. Phải vuông góc đúng không? Đấy. Tất nhiên là trong điều kiện là MH phải vuông góc mặt phẳng P thì nó sẽ được gọi là khoảng cách. Như vậy thì khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng nó rất đơn giản. Nhưng cái việc là gì ạ? Cái việc là làm sao để chúng ta xác định được, hay tức là làm sao để chúng ta từ cái điểm đấy mà chúng ta kẻ được vuông góc xuống mặt phẳng thì đấy mới là điều quan trọng. Tất nhiên kẻ thì ai cũng kẻ được, nhưng mà kẻ nó phải chuẩn, kẻ nó phải tính được thì mới là kẻ, đúng không? Đó. Tí nữa thì thầy sẽ nói về cái việc kẻ đấy sau. Bây giờ thì mình sẽ nghiên cứu thêm về hai cái loại khoảng cách nữa. Nhưng hai cái loại khoảng cách này nó cũng chuyển về cái này thôi. Đó là gì? Đó là khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song. Tại sao lại là như vậy? Em ơi, đường thẳng nhá, đường thẳng mà nó cắt mặt phẳng thì nó có khoảng cách không? Đường thẳng mà nó cắt mặt phẳng thì nó sẽ không có khoảng cách đâu nhá. Đường thẳng mà nằm trên mặt phẳng thì cũng không có khoảng cách. Và lúc ấy khoảng cách nó bằng gì các em? Bằng không. Vậy thì người ta sẽ chỉ xét cái trường hợp đó là đường thẳng song song với mặt phẳng thôi. Vậy bây giờ mọi người để ý này, thầy có một cái đường thẳng D như thế này và một cái mặt phẳng P như thế này. Thế thì theo em khoảng cách giữa cái đường thẳng D và cái mặt phẳng P nó sẽ được tính như thế nào? Tất nhiên là nó cũng sẽ bằng một cái độ dài vuông góc đúng không? Vậy người ta sẽ đi xét cái đoạn vuông góc đấy như thế nào? Rất dễ thôi, người ta lại lấy một điểm nằm ở trên đây và người ta lại hạ vuông gì? Vuông góc. Thế thì cuối cùng khoảng cách giữa đường và mặt lại chuyển về đâu nhỉ? Lại chuyển về một điểm cho tới một mặt phẳng, đúng không? Vậy chốt lại, đây chính là cái yếu tố quan trọng nhất của vấn đề. Như vậy ở đây chúng ta có là gì ạ? Đường thẳng D nó song song với cái mặt phẳng P. Thì từ đây chúng ta có khoảng cách giữa đường thẳng D và mặt phẳng P. Nó sẽ được tính bằng khoảng cách từ điểm M cho tới mặt phẳng P luôn. Đó. Tất nhiên là với điều kiện là M bất kỳ thuộc D rồi. Đó. Lại trở thành khoảng cách từ một điểm đến một mặt. Và người ta sẽ còn một cái loại khoảng cách nữa. Đó chính là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Tất nhiên là tại sao chúng ta lại phải đi chuẩn bị những cái điều này? Bởi vì người ta có thể thay cho cái việc là hỏi khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng cách là người ta hỏi khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Và người ta muốn em hiểu lý thuyết và muốn em là tự chủ động suy luận, đúng không? Vậy khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song thì cũng vậy thôi các. Ở đây chúng ta có thể thấy đây chính là mặt phẳng P, còn đây chính là mặt phẳng Q. Vậy hai mặt phẳng song song như thế này thì khoảng cách của chúng là đâu? Chính là cái phần ở giữa này gì? Vậy nó lại được xác định bằng cái gì nhỉ? Nó lại lấy điểm, đúng không? Nó lại lấy điểm và nó lại hạ vuông góc xuống. Như vậy rốt cuộc thì mặt phẳng P song song với mặt phẳng Q
dẫn tới là khoảng cách giữa hai mặt phẳng này nó sẽ được tính bằng khoảng cách từ điểm M nằm trên P cho tới Q. Đấy, em có thể tùy chọn một điểm là. Vậy tất tần tật ba loại khoảng cách đều chuyển về khoảng cách từ một điểm cho tới một mặt phẳng hết. Còn hôm sau thì mình mới học về khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Còn hôm nay mình sẽ nghiên cứu về ba cái nội dung này. Nhưng mà cái vấn đề cốt lõi là gì? Đó là làm thế nào để em đi xác định khoảng cách từ một điểm cho tới một mặt phẳng, hay tức là làm thế nào để em đi xác định được đoạn vuông góc từ điểm đấy xuống mặt phẳng, thì đấy mới là điều quan trọng, đúng không? Vậy thì thầy sẽ giúp cho mọi người cái việc là xác định khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng thông qua ba loại bài toán. Và tí nữa chúng ta sẽ lấy ví dụ này. Ở đây chúng ta sẽ có cái phương pháp để chúng ta đi xác định. Phương pháp em sẽ có 3 loại khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Cái loại đầu tiên là cái loại đơn giản nhất, đó chính là khoảng cách từ đỉnh cho tới đáy của hình chóp. Vậy khoảng cách từ đỉnh cho tới đáy của hình chóp chính là gì của hình chóp nhỉ? Chính là chiều gì? Chiều cao của hình chóp, đúng không? Và thường cái đấy người ta đã cho sẵn chưa? Cho sẵn rồi, thường là người ta sẽ cho sẵn, đúng không? Loại số 1 đó là khoảng cách từ đỉnh xuống đáy. Loại thứ nhất đó chính là khoảng cách từ đỉnh xuống đáy. Chẳng hạn như thế này, em có một cái hình chóp là A, B, C. Và bây giờ em cần đi xác định khoảng cách, đó chính là khoảng cách từ điểm S cho tới mặt phẳng ABC. Vậy thì cái khoảng cách này sẽ được xác định thông qua cái đường SH. Và đường SH chính là đường vuông góc từ S xuống đáy. Nhưng mà thường khi mà chúng ta làm về hình chóp ấy, là đề bài người ta đã cho sẵn là cái đường nào vuông góc về đáy chưa? Đó, thường là người ta sẽ cho sẵn rồi, đúng không? Đến khoảng 80% là người ta sẽ cho em sẵn rồi. Như vậy khoảng cách này chính là bằng độ dài của đoạn S gì? SH luôn, được chưa? Thì các em phải nhớ được các cái loại bài tập, thì trong lúc làm bài chúng ta mới có thể bung ra được mọi thứ. Cái loại thứ hai là gì? Cái loại thứ hai đó chính là khoảng cách từ một điểm cho tới mặt đứng. Khoảng cách từ một điểm cho tới mặt đứng khoảng cách từ một điểm cho tới mặt đứng thì cái này thực ra là các em cũng đã được học ở trong những cái bài học trước rồi. Ở đây thì thầy sẽ chỉ nhắc lại thôi. Thì bây giờ giả dụ như em có một cái hình như thế này, mọi người tập trung quan sát. Bây giờ thầy yêu cầu là em hãy tính khoảng cách từ điểm B cho tới mặt SAC. Thì em sẽ nhận định cái câu hỏi này như thế nào? Thì em có thấy là cái mặt SAC của mình nó là mặt nằm thẳng đứng không? Vậy em muốn tính khoảng cách từ B cho tới mặt SAC thì em sẽ phải từ đâu ạ? Em sẽ phải từ B em đi kẻ một cái đường vuông góc xuống mặt SAC. Thì từ B mà kẻ vuông góc lên mặt SAC thì cái đường đấy mình đã được học về cách kẻ chưa? Cái đường đấy chỉ cần là từ đâu kẻ là xong nhỉ? Từ B kẻ vuông góc lên A gì? AC là xong. Vậy khi mà em thực hiện cái đường kẻ như vậy thì em sẽ chứng minh được cái thằng BH vuông góc với mặt SA gì? SAC. Vậy lúc BH vuông góc với SAC thì BH sẽ trở thành khoảng gì? Khoảng cách, đúng không? Chính là BH. Duy nhất một đường kẻ đó là từ B kẻ vuông góc lên AC. Nhưng cái này nó chỉ áp dụng trong trường hợp đó là mặt của mình là mặt gì thôi nhỉ? Mặt đứng thôi, nhớ chưa? Đó. Và một loại cuối cùng, đó là loại số 3. Khoảng cách từ chân đường vuông góc. Khoảng cách từ chân đường vuông góc. Và ngày hôm nay là các em phải nhớ được ba cái loại này. Vì sau này ấy, người ta vẫn sẽ hỏi em khoảng cách từ điểm đến mặt
Nhưng người ta lại không hỏi vào ba loại này, mà người ta lại hỏi một cái điểm khác. Ví dụ, em được học về ba loại này, nhưng người ta lại hỏi một cái điểm ở tít tận đầu ấy, thì làm sao mà em kể được? Thì lúc đấy em sẽ phải từ cái điểm đấy em chuyển về một trong ba cái loại này. Thế nên là thành ra là ba cái loại này là ba cái loại chúng ta phải làm tốt. Hiểu vấn đề chưa? Ok, thế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái như thế này. Và cái chân đường vuông góc ở trong cái hình chóp này thầy gọi nó chính là điểm gì? Điểm A. Và thầy sẽ yêu cầu là tính khoảng cách từ điểm A cho tới mặt SBC. Vậy nó sẽ là đoạn nào và cách kẻ ra sao? Thì trong quá trình làm bài là các em phải phân loại. Phân loại xem người ta hỏi cái gì, mình đi xuất phát cái đường kẻ. Rồi, thế bây giờ cái khoảng cách từ cái điểm A cho tới mặt SBC ấy, là em sẽ phải xuất phát từ A, em hạ một cái đường vuông góc lên mặt SBC đúng không? Thì trong cái trường hợp này em không thể hạ một cách ngẫu nhiên như này được. Bởi vì nếu em hạ ngẫu nhiên như này thì em sẽ không xác định được cái vị trí điểm H ở đâu để mà tính. Thì người ta phải có cái cách kẻ, và cách kẻ này thầy đã hướng dẫn một lần rồi, nhớ không? Đầu tiên là từ A kẻ vuông góc xuống đâu nhỉ? BC, đây là đường thứ nhất, đúng không? Sau đó nối S với M, đây là đường thứ hai. Và cuối cùng là từ A kẻ vuông góc lên SM, và đây là đường thứ ba. Với ba cái đường kẻ này, nó sẽ giúp cho các em chứng minh được AH vuông góc với mặt SBC. Thì từ đó AH sẽ trở thành khoảng cách, được chưa? Đó, thì ba cái này nói chung là nó cũng dễ. Nên là bây giờ các em phải ghi nhớ được ba cái loại này và phân loại được bài toán. Thì mình sẽ đi làm ví dụ, mọi thứ nó sẽ rõ ràng. Tất nhiên là tí nữa đi trình bày là chúng ta phải đi chứng minh. Chứng minh gì nhỉ? Chứng minh AH vuông góc với mặt SB gì? SBC. Thế làm thế nào để chứng minh AH vuông góc mặt SBC, có còn nhớ không? Phải chứng minh thông qua cái gì trước? Phải chứng minh thông qua BC vuông góc với mặt SAM để BC vuông góc với AH, sau đó mới có là AH vuông góc SM và AH vuông góc B gì? BC thì nó mới vuông góc mặt SBC đúng không? Thì cái chứng minh đấy cơ bản không? Cơ bản rồi đúng không? Tầm này làm gì có ai không biết? Ai không biết chỉ có người là người không học thôi. Ok, thế bắt đầu nhá. Từng ví dụ một nhá. Vẽ hình ví dụ một đi. Nào, mọi người ơi. Thầy sẽ giúp đỡ mọi người ở trong cái bài toán này nhá. Tất cả các câu và thầy trình bày chi tiết. Câu A này. Khoảng cách từ C cho tới mặt SAB. Rồi, thầy sẽ lý giải mọi thứ này. Em ơi, khoảng cách từ C tới mặt SAB thì SAB có phải mặt đứng không? Mặt đứng. Vậy em muốn tính khoảng cách từ C thì em chỉ cần từ C em hạ đúng một đường vuông góc. Là từ C em đi hạ vuông góc xuống AB và nó rơi vào đúng điểm gì luôn? Điểm B. Vậy thì cái khoảng cách của mình trong trường này nó chính là độ dài của đoạn BC. Nhưng để công nhận đấy là khoảng cách thì các em phải chứng minh. Chứng minh cái gì? Chứng minh CB vuông góc với mặt SAB. Và việc đấy có chứng minh được không? Có. CB vuông góc AB, CB vuông góc SA. Vậy xong chưa? Xong rồi đúng không? Ok, vậy chúng ta có này. CB vuông góc AB này. CB vuông góc SA này. Vậy từ hai điều này dẫn tới CB vuông góc với mặt SAB. Vậy từ đây dễ dàng chúng ta hiểu là khoảng cách từ C đến SAB sẽ chính là độ dài của đoạn CB luôn. Nhớ nhá. Khi mà chúng ta mong muốn cái khoảng cách thì bao giờ chúng ta cũng phải thực hiện được việc là chứng minh vuông góc. Rồi, thế thì bây giờ cho thầy hỏi là cái CB này có tính được không? Pita gì luôn? Pita có mấy? 4 trừ đi 1 là còn A căn 3, đúng không? À, BC sẽ bằng căn của AC bình trừ đi AB bình. Và tất nhiên bằng A căn 3. Thế thôi, đúng không? Thầy nói về câu B nhé. Câu B ở đây thì các em thấy là
Người ta yêu cầu đó là khoảng cách từ B cho tới mặt SAC. Vậy nhận định đi, SAC mặt đứng không? Mặt đứng. Vậy khoảng cách từ B là chỉ cần từ B kẻ vuông góc lên A gì? AC. Vậy trong trường này thì góc vuông ở đây, vậy mình kẻ vuông thì mình kẻ bất kỳ thôi nhỉ? Mình kẻ cái đường vuông góc như này thôi. Nhưng mà để công nhận BH này là khoảng cách thì các em lại đi chứng minh BH vuông góc với mặt phẳng SA gì? SAB. Nhưng mà cái bài toán này là em xuất phát một cái đường kẻ. Vậy em xuất phát một đường kẻ thì em cũng phải trình bày cho người ta cái đường mà em kẻ ra, đúng không? À, em sẽ kẻ BH vuông góc với AC. Kết hợp thêm với gì nữa nhỉ? Kết hợp thêm với gì thì sẽ chứng minh được nhỉ? À, đó là kết hợp thêm BH vuông góc với thằng S gì nữa? SA. Vậy từ hai điều này dẫn tới BH vuông góc với mặt SAC. Vậy từ đây dẫn tới là khoảng cách từ B cho tới mặt SAC sẽ chính là đoạn BH. Bây giờ thầy hỏi mọi người là nếu như mà để đi tính BH thì chúng ta sẽ có cái phương án tính nào? Các em thử nói ra xem nào. BH sẽ có rất là nhiều cách chứ. Chúng ta có thể sử dụng hệ thức lượng là 1 trên BH bình bằng 1 trên BA bình cộng 1 trên BC bình, được không? Được. Hoặc chúng ta có thể dùng một cái hệ thức lượng khác là gì nhỉ? Tích hai cạnh góc vuông bằng BH nhân A gì? AC, được không? Được, những cái này các em biết đúng không? Rồi, vậy chúng ta tính BH luôn nhé. BH sẽ bằng AB nhân BC và chia AC. Rồi, các em thay số đi. Bao nhiêu? À, cái này vừa tính được là A căn 3 rồi. Như vậy, bài toán của em là bao nhiêu đây nhỉ? À, đó là A căn 3 chia mấy? Chia 2. Rồi, bây giờ thầy sẽ trình bày chi tiết câu C. Câu C nhé. Em để ý câu C giúp thầy này. Câu C đó là khoảng cách từ điểm A cho tới mặt SBC. Nào. Các em ơi, cái điểm A của mình ấy, nó chính là chân đường vuông góc. Mặt SBC nó là mặt bên. Và hình chiếu của S chính là điểm gì? Điểm A luôn. Vậy A có đúng khoảng cách từ chân đường vuông góc chưa? Ok, vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu các đường kẻ đúng không? Đường thứ nhất là từ A kẻ vuông góc xuống đâu? BC, nhưng mà nó lại rơi vào đúng điểm B, tức là cái đường kẻ đầu tiên có sẵn chưa? Đường kẻ đầu tiên có sẵn rồi. Đường thứ hai có sẵn không? Có sẵn luôn đúng không? Vậy hai cái đường này có sẵn thì mình không cần phải trình bày. Và mình chỉ trình bày cái đường kẻ thứ ba, đó chính là đường từ A kẻ vuông góc lên SB. Đúng chưa? Và đây chính là khoảng cách. Thế vậy để công nhận đây là khoảng cách thì phải trình bày cái gì nào? Phải chứng minh cái gì nào? Phải chứng minh AH vuông góc được với mặt phẳng SB gì? SBC. Và điều đấy có chứng minh được không? Có. Đầu tiên là kẻ AK vuông góc với SB. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ cái chứng minh cũ, đó là cái BC vuông góc với SAB, để đưa ra được là BC sẽ vuông góc với thằng A cả, đúng không? Sau đó kết hợp thêm cái việc là chúng ta vừa đi kẻ AK, kết hợp thêm cái thằng AK vuông góc với BC nữa, thì từ hai điều này dẫn tới AK sẽ vuông góc với mặt SBC. Vậy với hai cái đường kẻ này thì chúng ta sẽ được phép công nhận khoảng cách từ A cho tới SBC sẽ chính là bằng AK. Vậy bây giờ làm sao để tính được AK? Ồ, làm sao để tính được AK, nhìn thấy không? AK nằm ở đâu? Trong tam giác vuông tại A. Có hai cạnh góc vuông chưa? Vậy tính AK dựa vào hệ thức lượng 1 trên, đúng không? 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AB bình. Rồi, các em thay số nhé. Và kết quả nó sẽ là 10 phần 9 A bình. Và ở đây thì em sẽ phải nghịch đảo, sau đó em lấy căn thì em sẽ tính được AK. Và AK của em nó sẽ là bằng 3A chia cho căn 10 mọi người nhé. Đấy, thì vấn đề được giải quyết ngay.
đúng không cò nhỉ? Rồi, các em sẽ vẽ hình và tính ví dụ 2. Từ ví dụ 2 thầy sẽ chỉ tính thôi, thầy không trình bày nữa. Chúng ta sẽ chỉ xác định và tính kết quả nhá. Ok. Ví dụ 2 là hình chóp có đáy là tam giác đều này, cạnh là A này, với cái cạnh SB là bằng 2A này. Câu A là người ta yêu cầu em tính khoảng cách từ điểm B cho tới mặt SAC. Cái mặt phẳng SAC là mặt đứng. Vậy khoảng cách từ B tới là sẽ từ B kẻ vuông góc. Nhưng đây là tam giác đều, vậy dẫn tới là nó sẽ vuông góc tại đúng trung điểm. Và trong trường này nó chính là đoạn BH, đúng không? Như vậy câu A nó chính là bằng BH luôn. Và đường trung tuyến của tam giác đều thì chúng ta nhớ rồi, nó sẽ là căn 3 trên 2 nhân với cạnh. Thế còn câu B thì là gì? O là tâm của đường tròn ngoại tiếp. Tâm đường tròn ngoại tiếp thì nó cũng rơi vào đúng cái vị trí của trọng gì? Trọng tâm. Và em cần tính khoảng cách từ cái điểm O cho tới mặt SAB. Thì cái mặt này của em nó cũng là cái mặt đứng. Vậy em sẽ từ O em kẻ vuông góc xuống AB. Nhưng ở trong bài toán này thì nó lại bị xảy ra một cái vấn đề, đó là từ O mà kẻ vuông góc với AB ấy, thì nó cũng chính là đoạn CO vuông góc với A gì? AB, và nó rơi vào đúng trung điểm bởi vì O là tâm, được chưa? Đấy. Và đây chính là OK. Thế nhưng mà trong trường hợp này chúng ta thừa biết cái thằng OK này nó sẽ dài bằng 1/3 của đường trung tuyến. Và 1/3 đường trung tuyến là A căn 3 trên 2 chia tiếp cho 3. Thì nó sẽ là A căn 3 chia 6, được chưa? Đấy. Còn bây giờ thì mình mới nói về câu C này các em. Câu C. Câu C là gì? Đó là khoảng cách từ điểm A cho tới cái mặt phẳng SBC. Nếu mà đi nhận định một chút ấy, thì cái điểm A của em nó chính là chân đường vuông góc. Và bây giờ em sẽ đi kẻ khoảng cách từ A. Thế mình kẻ nhá. Đầu tiên là từ A kẻ vuông góc xuống BC, và nó vuông đúng tại đâu? Trung điểm. Và cái đường đấy nó sẽ đi qua điểm gì các em? Đi qua điểm O. Đây chính là đường kẻ đầu tiên. Sau đó thì chúng ta nối S với M. Và đây chính là đường kẻ thứ 3. Và khoảng cách của chúng ta chính là AP. Và nếu như mà em muốn tính AP thì em phải tính được độ dài của cạnh AM và độ dài của cạnh SA. Thì mọi người có thấy là đề bài người ta cho SB không? Cái mục đích người ta cho SB chẳng qua là em sẽ từ SB em tính được S gì? SA dựa vào Pythagore. Vậy SB bằng 2A thì SA sẽ được tính thông qua bằng SB bình trừ AB bình, và nó bằng A căn 3, được chưa? Ok, vậy khoảng cách của mình ở trong câu C nó chính là AP. Và các em tính 1 trên AP bình thì bằng 1 chia cho SA bình cộng 1 chia cho AM bình. Nhưng trong đó SA thì là bằng A căn 3 rồi. Còn AM thì là đường trung tuyến, và nó chính là A căn 3 chia 2, đúng không? Vậy ở đây nó sẽ là 3A bình chia 4. Và kết quả sẽ là 5 chia cho 3A bình. Như vậy đến đây thì em tính giúp thầy cái đoạn AP bằng bao nhiêu nào? Nghịch đảo và lấy căn nào. A căn 15 trên 5. Rất chính xác luôn, đúng không? Đấy. Vậy cứ như thế, đối với các ví dụ tiếp theo các em lại vẽ hình và các em tính. Chỉ cần kẻ và tính, khỏi trình bày. Được không? Tính như này thì ai mà không tính được nhỉ? Thì mọi người cứ tính để cho nó đi qua một vài những cái hình mà nó thông dụng đặc biệt, để chúng ta tích lũy. Sau này chúng ta làm vào những cái bài khác, chúng ta sẽ làm nó sẽ rất là nhanh. Rồi các em tiếp tục nhé. Thầy sẽ trình bày cái câu hỏi số 3 này nhé. SA vuông góc với đáy, và đáy là một cái hình vuông. Đáy là hình vuông có cạnh là A. SA vuông góc với đáy.
Ok. Ở đây người ta có cho em là góc giữa SC và mặt phẳng đáy là bằng 60 độ. Vậy góc giữa SC và mặt đáy là góc giữa SC và hình chiếu của nó. Thì hình chiếu của nó chính là thằng A gì? AC, và góc này chính là góc 60 độ, được chưa? Rồi, bây giờ mình nói về câu A nhé. Câu A là người ta yêu cầu em tính khoảng cách từ điểm S cho tới mặt phẳng ABCD. Thì riêng bản thân cái khoảng cách này chính là độ dài của đoạn S gì luôn? SA. Vậy bằng cái góc 60 độ này mà tam giác này lại còn vuông, đáy lại là hình vuông cạnh A. Vậy các em có thể dễ dàng tính được AC bằng A căn 2 như những kiến thức đã được học đúng không? Vậy mình tính được SA chưa? SA bằng AC nhân tan 60 độ là xong chứ gì? Ok. Vậy SA bằng AC nhân với tan 60 độ. Vậy kết quả của chúng ta sẽ là A căn 6. Chuẩn không? Rồi, thì bây giờ thầy nói về câu B nhé. Câu B đó là khoảng cách từ C cho tới mặt SAB. Nào, em nhận định về cái khoảng cách này nào. C đâu? C đây này. SAB đây, mặt SAB đứng không? Đứng. Vậy khoảng cách từ C thì em chỉ cần từ C kẻ vuông góc lên A gì? AB, và nó rơi vào đúng điểm nào? À, rơi vào đúng điểm B. Vậy khoảng cách này chính là độ dài của đoạn B gì luôn? BC, và nó bằng A luôn, được chưa? Thế nhưng mà cái vấn đề mà thầy muốn nói ở đây ấy, đó là cái vấn đề của câu C cơ cả lớp ạ. Khoảng cách từ AB cho tới SCD. Nào, cái đoạn này là cái đoạn mà mọi người phải hiểu này. Bây giờ thầy không yêu cầu khoảng cách từ một điểm nữa, mà thầy yêu cầu khoảng cách từ một đường. Nhưng cái đường này nó lại có một cái tính chất, đó là cái đường AB này nó song song với cả mặt SCD. À vậy em hiểu đây. Đây là A, đây là B, đây là mặt SCD. Vậy khoảng cách từ A xuống so với khoảng cách từ B xuống có bằng nhau không? Có, và nó bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ nào xuống cũng bằng gì nhỉ? Bằng nhau. Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển cái khoảng cách này về khoảng cách từ một điểm. Tuy nhiên cái điểm mà mình sẽ chọn là điểm nào? Cái điểm mà em chọn phải là cái điểm mà từ điểm đấy em sẽ thực hiện được đường kẻ vuông gì? Vuông góc. Và chắc chắn rồi người ta sẽ chọn điểm A. Bởi vì A chính là chân đường vuông gì? Vuông góc. Vậy bằng khoảng cách từ A tới SCD. Rất tốt. Đấy, mọi người ok đấy. Thế bây giờ từ A kẻ nào? Đầu tiên là từ A kẻ vuông góc lên đâu? Lên CD. Và nó chính là tại D. Thứ hai là nối S với D. Và thứ ba là từ A kẻ vuông góc lên S gì? SD. Chuẩn chưa? À như vậy, trong trường này nó chính bằng A. Cái cạnh này vừa tính là A căn 6. Cái này bằng A. Vậy có tính được AH giúp thầy không? Tính được nha. Các em hiểu vấn đề không mọi người? Nó dễ mà đúng không? Nó đơn giản. Nào, 1 trên AH bình nào. Bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AD bình. Các em thay số nha. 6. Và kết quả bằng 7 chia cho 6A bình. Vậy từ đây mọi người có thể tính được AH. A căn 6 trên căn 7 nào. Bấm cho thầy A căn 6 trên căn 7 nào. A căn 42 phần 7. Đúng không em? Rồi và cuối cùng là câu D. Thầy nghĩ là câu D các em tính cũng nhanh thôi nhỉ. Câu D khoảng cách từ A cho tới mặt SBD. Ok. SBD đâu? SBD đây này. Đây là mặt SBD. Và cái mặt SBD của mình nó có cái chân đường vuông góc của điểm S chính là điểm A. Vậy khoảng cách từ A cho tới mặt SBD cũng chính là khoảng cách từ chân đúng không? Vậy từ chân là lại mấy đường kẻ? Ba đường. Đường thứ nhất là từ A kẻ vuông góc xuống đâu? BD, và nó rơi vào đúng vị trí điểm gì? Điểm O. Và đường thứ hai sẽ là nối S với O. Đường thứ ba là từ A kẻ vuông góc lên SO. Vậy đến đây có tính được không? Tính được ngay. Thực ra là cái đường AO là mình có rồi nhỉ? AO là A căn 2 chia 2. Được không?
Ok rồi, vậy cái này chính là AK. Và mọi người chốt cho thầy kết quả nhá, 1 trên AK bình. À như vậy khoảng cách thực sự cũng không hề khó lắm. Tất nhiên là tạm thời mọi thứ nó cũng đang rất là nhẹ nhàng với chúng ta, nên các em cố gắng là nắm bắt cũng như là tính toán ổn định nhá. Cái này sau khi rút gọn nó sẽ ra bao nhiêu nào? 4 x 3 12, 12 cộng 1 là 10 mấy? 13 chia cho 6A bình này. Bấm AK chưa? Nghịch đảo lấy căn. Căn. Căn 78. A trên 13. Ok nhá. Được không? Rồi, vậy tiếp tục ví dụ 4 nha. Chắc là ví dụ 4 mọi người tự làm thôi. Thầy tính cái bài số 4 này so đáp án với các bạn nhá. Hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh A căn 2 nhá. Đáy là hình vuông có cạnh là A căn 2. Đây là A, B, C, D. Mà đây là hình chóp đều nên là từ O người ta sẽ dựng vuông góc, đúng không? Rồi, bây giờ câu A người ta nói là gì? Câu A người ta nói là khoảng cách từ S cho tới mặt ABCD. Thì cái khoảng cách này nó chính là đoạn SO luôn các em. Thế nhưng mà để tính được đoạn SO ấy thì các em phải xác định được cái góc mặt bên nhá, mặt bên em chọn một mặt bên SCD đúng không? Vậy em sẽ xác định góc này là từ giao tuyến là CD này. Sau đó từ chân là từ O kẻ vuông góc và vuông tại đúng trung điểm. Như vậy cái góc 60 độ của em trong trường hợp này ấy, nó chính là góc này. Đúng không? Vậy với cái góc này 60 độ thì rõ ràng là chúng ta có thể tính được SO bằng OM nhân với tang 60 đúng không các em? Vậy OM là gì? OM là một nửa cạnh của hình vuông. Tức là bằng A căn 2 trên 2 và nhân với tang 60 thì thành A căn 6 trên 2. Các em có tính ra như thế này không? Có không? Có đúng không? Câu B nào. Khoảng cách từ O cho tới mặt SCD nào. Nhận định cho thầy cái khoảng cách này nào. À, em ơi, khoảng cách từ O đến mặt SCD thì O có phải chân đường vuông góc không? Có. Vậy chúng ta lại thực hiện ba đường kẻ. Đường thứ nhất, từ O kẻ vuông góc lên CD và nó chính là tại M. Đường thứ hai là nối S với M. Và đường thứ ba là từ O kẻ vuông góc lên S gì? SM. Đúng chưa? Bởi vì thông qua ba đường kẻ này thì chúng ta có chứng minh được là cái thằng OH sẽ vuông góc với mặt SC gì ạ? SCD đúng không? Vậy chứng minh như nào? Các em có biết chứng minh không? Thầy hỏi cả lớp, có chứng minh được OH vuông góc với mặt SCD không? Có. Thứ nhất là gì nhỉ? Là chúng ta chứng minh được CD vuông góc với mặt nào? SOM. Thứ hai là chúng ta có CD vuông góc với OH. OH lại vuông góc với S gì? SM. Vậy OH vuông góc SCD chưa? Rồi đúng không? Thì những cái chứng minh đó là những cái chứng minh cơ bản rồi, nên là chắc chắn là thầy không nhắc lại nữa. Vậy em tính OH thôi. Ô, cái cạnh này là A căn 6 trên 2 rồi này. Cái cạnh này là A căn 2 trên 2 này. Vậy OH tính được chưa? Rồi 1 trên nhỉ? 1 trên OH bình bằng 1 trên SO bình cộng 1 trên OM bình. Nào, cái này là 6A bình trên 4 này, cộng với cái này là 2A bình trên 4 này. Các em bấm cái này nó ra bao nhiêu? 1 phần 6 phần 4 cộng 1 phần 2 phần 4, 8 phần 3. Vậy từ đây em ra được OH là em sẽ nghịch đảo và em lấy căn A căn 3 trên căn 8, tức là 2 căn 2. Vậy nếu em chụp căn thức ấy thì nó sẽ là bao nhiêu? A căn 6 trên 4. Chuẩn đét chứ? Rồi, quá tuyệt vời nhỉ. Cho thầy xin câu C nào.
Câu C là khoảng cách từ đâu? Từ B cho tới mặt SAC. B đây. SAC đây. Mặt SAC là mặt gì? Mặt đứng. Vậy khoảng cách từ B là từ B kẻ vuông góc lên AC, nó chính là thằng nào? BO, đúng không? Vậy BO chính là A căn 2 chia. Không phải. Khoảng cách từ B cho tới mặt SAC nó là BO. Nhưng BO lại không phải là A căn 2 chia 2. Bởi vì sao? Bởi vì cạnh hình vuông lúc này là A căn gì? A căn 2 thì đường chéo phải là gì? Căn 2 nhân cạnh. Căn 2 nhân cạnh. Vậy đường chéo phải dài mấy A? 2A. Vậy đoạn này phải bằng A, nhớ chưa? Được không? Rồi, tiếp tục ví dụ 5. Tốt. Thầy sẽ tính ví dụ 5. SA vuông góc với đáy. Đáy là hình thoi có cạnh là bằng A. Vậy nói chung ở đây thì mọi người cũng có thể dễ dàng mọi người nhận ra, với đáy là hình thoi mà cái góc này lại là góc 60 độ thì dẫn tới cái tam giác của em nó tam giác đều. Đúng không? Và tất nhiên là nếu như mà cái tam giác ABC đều ấy thì cái tam giác ACD cũng sẽ đều luôn. Như vậy chúng ta có câu A này. Câu A đó là khoảng cách từ điểm C cho tới mặt SAD. SAD là mặt đứng. Khoảng cách từ C mà cái tam giác ACD lại là tam giác đều. Vậy khoảng cách từ C tới sẽ là từ C kẻ vuông góc thôi. Mà tam giác này đều, vậy dẫn tới cái đường vuông góc này nó sẽ rơi vào đúng trung điểm. Được chưa? Đó chia CH. Và CH này sẽ bằng A căn 3 chia 2 đường trung tuyến. Được chưa? Câu B nào. Câu B đó là khoảng cách từ A cho tới mặt FBC. Nhận định một chút thì A là chân đường vuông góc. Đây là mặt FBC. Vậy chúng ta lại từ A kẻ vuông góc lên BC. Mà tam giác của mình là tam giác đều. Vậy đường kẻ này nó sẽ lại rơi vào trung gì? Trung điểm, đúng không? Sau đó chúng ta lại nối lại cái đường kẻ thứ hai, và đây chính là đường kẻ thứ ba. Cạnh này bằng A căn 2. Cạnh này bằng A căn 3 chia 2. Vậy đến đây các em có tính được AK không? Có nhỉ. 1 trên AK bình nào mọi người. 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 chia cho AM bình. 1 phần 2 cộng 1 phần 3A bình trên 4. Rồi, các em bấm máy. 1 phần 2 cộng 1 phần 3 phần 4. Tức là tính ra thẳng AK là A căn 66 trên 6 gì? Đây gì các em? Tức là bạn tính ra kết quả cuối cùng rồi. Còn mình bấm thôi. Đúng không? Rồi đó, mình chuyển tiếp nhé. Câu tiếp theo. Không đúng à? Hả? Ừ. Cái này chưa nghịch đảo á? Trên 11 á? Thế cái này bấm là bao nhiêu? 11 phần 6. Vậy 11 phần 6 thì cái này phải là A căn 66 trên 11 chứ. Nghịch đảo lấy căn 11 phần 6. Đúng không? Đây mới là kết quả. Ok, rồi. Các em tiếp tục ví dụ 6 nhé. Xin chào tất cả các em. Như ngày hôm trước ấy, thì thầy trò mình có làm về những cái bài toán khoảng cách ở cái mức độ cơ bản. Thì cái mức độ cơ bản chúng ta hiểu là như thế nào? Đó là khi mà chúng ta tính khoảng cách từ một điểm cho tới một mặt phẳng ấy, thì nó sẽ rơi vào ba loại, đúng không?
từ đỉnh xuống đáy này, từ một điểm cho tới mặt đứng này, và từ chân đường vuông góc đến mặt bên, đúng không? Vậy cái vấn đề đặt ra là gì? Đó là khi mà kết thúc tất cả những cái bài toán cơ bản đó ấy, mà người ta lại đi yêu cầu chúng ta tính một cái khoảng cách từ một cái điểm nào đó mà nó không rơi vào cái trạng thái của những cái điểm cơ bản đấy, thì mình sẽ làm gì? Đó, thì đấy chính là cái vấn đề của cái nội dung ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái bài học đó là chuyển đổi khoảng cách. Thì mọi người ghi cho thầy cái nội dung hai lớn tiếp nối của cái bài học ngày hôm trước nhé. Đó là chuyển đổi khoảng cách. Cái nội dung ngày hôm nay đó là nội dung về chuyển đổi khoảng cách. Rồi, ok. Thế bây giờ mọi người hiểu là như thế này. Sở dĩ ấy, ngày hôm trước thầy trò mình phân ra thành các cái dạng bài với cái mục đích là từ những cái điểm đó, những cái điểm thầy tạm gọi là những cái điểm cơ bản, những cái điểm dễ, thì từ những cái điểm đấy chúng ta có được cái cách kẻ khoảng cách. Tức là khi mà chúng ta thực hiện cái bước kẻ ấy, thì chúng ta sẽ chứng minh được cái đường thẳng mà mình đi kẻ nó vuông góc với mặt phẳng để nó trở thành khoảng cách, đúng không? Và ngày hôm nay thì người ta yêu cầu là từ một cái điểm khác, không phải là những cái điểm cơ bản, thì các em sẽ rất là khó trong cái chuyện là từ cái điểm đấy các em kẻ vuông góc như nào để các em tính khoảng cách. Thì chính vì vậy ngày hôm nay mình sẽ phải thực hiện một cái thao tác, đó là chuyển đổi từ cái điểm khó sang cái điểm dễ. Vậy thì nó sẽ có hai kiểu chuyển đổi như sau. Mọi người có thể theo dõi này. Cái kiểu chuyển đổi đầu tiên nhá, ví dụ này, thầy tạm gọi cái điểm A của em ấy, đó là một cái điểm dễ, được chưa? A chính là một cái điểm dễ. Còn cái điểm mà người ta yêu cầu tính là một cái điểm khó, thầy tạm gọi nó là điểm B. Điểm B sẽ là một cái điểm khó đi. Đó, vậy thì bây giờ người ta bảo là em hãy tính khoảng cách từ B cho tới mặt phẳng P. Và khi đấy em sẽ tìm cách là em chuyển từ B về A. Và cái trạng thái chuyển đầu tiên đó là các em sẽ nhìn thấy cái dấu hiệu. Cái dấu hiệu đó chính là cái AB này, tức là cái đường thẳng nối giữa A với B này, nó rơi vào cái trạng thái đó là song song với mặt phẳng P. Thì lúc đó ấy, các em hiểu là khoảng cách từ điểm B xuống so với khoảng cách từ điểm A xuống thì hai đoạn thẳng này nó có cái độ dài bằng nhau. Tức bản chất đây là gì? Đó là từ B em không kẻ được khoảng cách, nhưng từ A em lại kẻ được khoảng cách. Và khoảng cách từ B tới em sẽ tính thông qua từ A tới với hai cái độ dài này bằng nhau. Thì đây chính là cái cách chuyển đầu tiên. Tức là gì nhỉ? Tức là nếu nó rơi vào cái trạng thái là AB nó song song với mặt phẳng P, thì từ đây chúng ta sẽ kết luận khoảng cách từ B tới mặt phẳng P sẽ được tính thông qua khoảng cách từ A tới mặt phẳng P. Thì đó là cái dấu hiệu chuyển đổi đầu tiên. Vậy trong lúc các em làm bài ấy, các em phải để ý xem là cái dấu hiệu này nó có xuất hiện hay không. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ nói về cái chuyển đổi thứ hai, đó là như sau này. Thầy vẫn có một cái mặt phẳng P như thế này. Và lúc này thì chúng ta sẽ có vẫn là một cái điểm A là điểm dễ. Và chúng ta có một cái điểm B sẽ là một cái điểm khó. Thì các em có thể dễ thấy là trong cái trường hợp thứ hai này ấy, thì cái đường thẳng nối giữa A và B ấy, nó không rơi vào trạng thái song song. Vậy nó không rơi vào trạng thái song song thì nó sẽ cắt mặt phẳng. Thì ở đây mọi người có thể dễ thấy là cái đường thẳng AB của mình nó sẽ cắt mặt phẳng tại cái giao điểm là điểm Y. Vậy thì đâu sẽ là khoảng cách từ B? Đây là khoảng cách từ B này. Và đây sẽ là khoảng cách từ A. Và ở đây thì các em có thể dễ dàng các em nhận ra là khi mà hai cái điểm này nó cùng chiếu lên ấy, thì chúng ta sẽ thu được hai cái tam giác đồng dạng với nhau, đúng không? Vậy khoảng cách từ B tới và khoảng cách từ A tới có thể chuyển đổi qua lại với nhau
thông qua tỷ lệ. Ở đây mọi người có thể thấy là AB nó sẽ cắt mặt phẳng P tại cái giao điểm là điểm Y. Thì lúc này cái khoảng cách từ B tới mặt phẳng P mà chia cho khoảng cách từ A tới mặt phẳng P thì nó sẽ bằng cái tỷ lệ nào, các em có nhìn ra không? Đoạn này chia cho đoạn này thì nó sẽ bằng tỷ lệ tính từ này, tính từ giao điểm cho tới điểm cần tính. Đó là IB trên IA, đúng không? Đây cũng chính là cái vấn đề liên quan tới tỷ lệ đồng dạng, hay đơn giản hơn, đó là tỷ lệ Tallet. Đoạn này chia đoạn này sẽ bằng IB trên IA. Như vậy thì đây sẽ là hai cái cách chuyển đổi thông dụng mà các em sẽ gặp trong tất cả những cái bài toán liên quan tới khoảng cách. Ở trong cái quá trình mà các em đi làm bài ấy, thì các em nhớ để ý xem là cái việc mà mình sẽ đi chuyển đổi nó sẽ rơi vào hướng nào, song song hay là giao nhau. Tất nhiên sẽ có những cái bài toán ở cái mức độ gọi là khó hơn một chút thì có thể nó phải chuyển đổi 2 lần hoặc thậm chí là 3 lần, hoặc có thể sẽ là những cái bài toán mà kết hợp của cả hai cái việc chuyển đổi. Thì tất cả những cái điều đấy thầy trò mình sẽ tìm hiểu thông qua những cái ví dụ từ đơn giản nhất nhá. Ok, mọi người có thể ghi hết lại cái lý thuyết này cho thầy trước. Chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ số 1 giúp thầy nào. Cho một cái hình chóp có SA vuông góc với đáy. SA bằng 2A. Đáy là một cái hình chữ nhật với cạnh AB bằng A này. AD bằng A căn 3. Gọi M là trung điểm của SD và đi tính các cái khoảng cách. Thế thì bây giờ tất cả chúng ta sẽ đi vẽ hình trước nhá. Sau đó thầy sẽ phân tích rất chi tiết từng ý một. Nào, đáy là một cái hình chữ nhật. Và tất nhiên là mình sẽ đi vẽ nó là một cái hình bình hành thôi các em. Ok. Rồi, SA vuông góc với đáy. Và SA thì bằng là 2A. Cạnh AB bằng A. AD bằng A căn 3. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào từng cái ý một nhé. Em để ý cho thầy cái ý A này. Ý A người ta yêu cầu gì đây? Ý A người ta yêu cầu là tính khoảng cách từ điểm B cho tới mặt phẳng là mặt phẳng SCD. Ok. Vậy khoảng cách này nó sẽ là cái gì? Đúng không? Thế thì bây giờ thầy sẽ trình bày cho tất cả lớp này. Cái mặt phẳng SCD của em nó là cái mặt này. Nó là một trong những cái mặt bên, đúng không? Và người ta yêu cầu tính khoảng cách từ điểm B cho tới cái mặt này. Thế thì ở vị trí cái điểm B này thực sự là một cái điểm nó rất là khó để các em có thể đi kẻ một đường vuông góc với mặt này. Tất nhiên kẻ, nói về cái chuyện kẻ thì ai cũng kẻ được. Nhưng kẻ xong ấy, chứng minh được không? Đúng không? Vị trí điểm đấy ở đâu để mà đi tính, đúng không? Đấy. Thế thì người ta sẽ luôn hiểu rằng là cái khoảng cách từ chân đường vuông góc bao giờ cũng là cái điểm cơ bản nhất để người ta đi kẻ. Vậy mục tiêu của mình là mình hãy đi nhìn vào cái vị trí điểm B này. Mình hãy cố gắng chuyển từ điểm B về điểm A. Vậy lúc này các em có thể nhìn thấy cái cách chuyển không? Từ B về A. Thế mình phải để ý vào cái dấu hiệu. Dấu hiệu xem là từ B mà về A ấy, thì nó rơi vào trạng thái song song hay là trạng thái cắt. Thì rõ ràng chúng ta thấy cái đường thẳng AB này, rõ ràng là nó song song với mặt SCD, đúng không? Vậy thành ra là khoảng cách từ B tới so với khoảng cách từ A tới là bằng gì? Bằng nhau. Thế còn khoảng cách từ A thì ngày hôm nay chúng ta không phải nói chuyện về cái vấn đề đấy nữa, đúng không? Cái việc kẻ từ A tới, cái việc chứng minh này thì các em đã quá rõ trong cái bài học ngày hôm trước rồi, đúng không? Vậy ở đây mình sẽ nhận thấy này, ta có này. Ta có AB song song với cả CD. CD thì nằm ở trong mặt phẳng SCD. Vậy từ đây dẫn tới AB sẽ song song với mặt phẳng SCD. Vậy tức là mình sẽ được phép kết luận là khoảng cách từ B
đến mặt SCD sẽ chắc chắn bằng khoảng cách từ A đến mặt SCD. Vậy bây giờ thì mình sẽ đi kẻ khoảng cách từ A tới, và thầy trò mình sẽ chỉ tính thôi, đúng không? Chứ còn cái việc kẻ từ A và chứng minh từ A thì nó là cái bài học cũ rồi. Ok, vậy từ A này. Từ A kẻ vuông góc lên CD thì nó lại chính là điểm D này. Đây là đường số 1 đúng không? Nối S với D là đường số 2 đúng không? Từ A kẻ vuông góc lên SD. Như vậy thì AH chính là khoảng cách đầu tiên. Và trong cái trường hợp này thì các em sẽ đi tính ngay lập tức. Nào, 1 trên AH bình nào, 1 trên SA bình cộng 1 trên AD bình phương. Cả lớp thay số nhé, 1 phần 4 này cộng với cả 1 phần 3. Và cái kết quả này của mình nó sẽ cho cái kết quả là 7/12. Vậy từ đây mình sẽ chốt AH của mình. AH của mình thì nó sẽ là nghịch đảo, và em lấy căn nhé. Em nghịch đảo, em lấy căn, đó là căn 12, và căn 12 tức là 2 căn 3. Chia căn 7. Và tất nhiên rồi, nếu mà trục căn thức ấy, thì nó chính là 2 căn 21 phần 7. Và bản thân đây chính là khoảng cách từ điểm B luôn, được chưa? Khoanh đáp án luôn nhé. Đó, thế thôi, xong rồi các em. Dễ không? Dễ đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ nói về câu B. Thì câu B của mình nó là gì đây các em? Câu B của mình đó là tính khoảng cách từ điểm C cho tới cái mặt phẳng là mặt SBD. Ok, điểm C. Khoảng cách từ điểm C cho tới mặt SBD. Ok, nào, bây giờ mọi người để ý cho thầy cái mặt SBD này. Đây sẽ là mặt SBD nhé. Đây là mặt SBD này. Vậy em cần phải tính khoảng cách từ điểm C. Thế thì cái mặt SBD của mình nó sẽ là một cái mặt nằm chéo như này. Và cái mục đích để mà em tính được khoảng cách từ điểm C ấy, thì em lại phải cố gắng chuyển nó về cái điểm A. Em hiểu vấn đề không? Thế thì cái việc là chuyển đổi như thế này thì nó sẽ rơi vào cái trạng thái nào? Đó là trạng thái là tỷ lệ hay là trạng thái là song song? Vậy thì em nhìn C nhé, em nhìn A nhé. Em muốn đi từ C về A đúng không? Vậy từ C về A này, thì trong trường hợp này cái đường thẳng AC nó lại cắt mặt phẳng FBD, và nó sẽ cắt nhau tại cái tâm O này. Vậy thì thầy sẽ mô phỏng cái này ra một chút để tất cả mọi người có thể dễ hiểu hơn này. Ví dụ cái mặt FBD của em nó ở trong cái trạng thái như thế này, và cái điểm A nó ở trên này, còn cái điểm C nó lại ở dưới này. Mọi người có nhìn thấy không? Đấy, cái điểm C nó ở dưới này. Thì nó rơi vào cái trạng thái là mỗi một cái điểm thì nó nằm về hai phía của mặt phẳng. Vậy thì cái điểm mà cái đường AC này nó cắt cái mặt FBD ấy, nó chính là điểm O, là trung điểm. Vậy thì từ đây dễ thấy là khoảng cách từ A tới so với khoảng cách từ C tới là hai đoạn này hiển nhiên rơi vào trạng thái bằng gì? Bằng nhau, bởi vì hai tam giác này bằng nhau, đúng không? Đấy, như vậy thì cái việc chuyển đổi đây nó rất là dễ. Đó là em cứ tính từ đâu ạ? Em cứ tính từ giao điểm cho tới cái điểm cần tính là được. Vậy thì cái mục tiêu của mình là mình sẽ chuyển từ C về điểm A. Thì ở đây mình sẽ trình bày như sau. Chúng ta dễ thấy là cái thằng AC này này, nó sẽ cắt cái mặt FBD tại cái giao điểm đó chính là điểm O. Vậy từ đây chúng ta sẽ được phép suy ra cái tỷ lệ của cái khoảng cách. Đó là gì ạ? Khoảng cách từ C tới so với khoảng cách từ A tới. Cứ nhớ cho thầy nhé. Giao điểm này cho tới điểm cần tính. Giao điểm cho tới điểm cần tính. Và tất nhiên thì hai cái đoạn này nó lại rơi vào một cái trạng thái. Đó là trạng thái bằng nhau. Vậy thành ra là cái tỷ lệ này nó bằng 1. Tỷ lệ bằng 1 thì đồng nghĩa là hai cái khoảng cách này nó bằng nhau thôi. Vậy thì bây giờ em đi kẻ khoảng cách từ điểm A. Nó quá là quen thuộc rồi, đúng không? Vậy kẻ khoảng cách từ A. Khoảng cách từ A cho tới mặt FBD thì nó sẽ là đoạn nào? Và các em sẽ đi tính ra sao?
Đấy. Nào, thế bây giờ từ A em đi kẻ này. Thì mọi người có thể dễ thấy cái hình chóp của mình đáy nó là hình chữ nhật. Vậy thành ra là từ A mà kẻ vuông góc xuống nó sẽ không rơi vào O, mà nó sẽ rơi vào tại một cái vị trí điểm không phải là O ở đây, thầy gọi là M, đường kẻ thứ nhất, đúng không? À, M ở trên đề bài rồi hả? Thầy gọi điểm này là điểm khác đi, điểm N đi. Tiếp tục là vị trí của đường kẻ thứ hai, và cuối cùng sẽ là vị trí của đường kẻ thứ ba. Và đây chính là khoảng cách. Và chúng ta có thể dễ dàng chúng ta đi tính cái đoạn AK này bao nhiêu, đúng không? Em để ý này, 1 trên AK bình ấy, thì bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AN bình. Nhưng cuối cùng thì cái tam giác này của em nó lại vuông. Vậy 1 trên AN bình thì nó lại chính là bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AD bình. Được chưa? À, như vậy chúng ta có cái này chính là AK. Và tất nhiên là cái chuyện kẻ như thế nào, chứng minh như nào thì thầy sẽ không nói lại nữa. 1 trên AK bình thì bằng 1 trên SA bình cộng với cả 1 trên AN bình. Nhưng mà mặt khác thì 1 trên AN bình thì nó lại chính là 1 trên AB bình cộng 1 trên AD bình. Và tất nhiên đến đây thì các em chỉ cần thay số thôi. Ở đây là 1 phần 2 là bình lên là 4 này, cộng với cả 1 phần 1, đúng không? Và cộng với cả 1 phần 3. Các em đi bấm máy tính toàn bộ cái biểu thức này xem cái kết quả của mình nó là bao nhiêu nhé. Ở 1 phần 4 cộng 1 và cộng với 1 phần 3, kết quả của mình nó sẽ là 19 phần 12 các em ạ. 19 phần 12. Đến đây thì các em nghịch đảo và các em lấy căn. Thì kết quả của mình nó sẽ là 2 căn 57 phần 19. Rồi. Và bản thân cái khoảng cách này nó cũng chính là khoảng cách từ điểm C. Và các em chỉ cần đưa ra cái kết luận cuối cùng, đúng không? Khoảng cách từ C tới mặt FBD nó chính là bằng 2 căn 57 phần 19 luôn. Đó, như vậy là hiểu, đúng không? Rồi, thế bây giờ thì mình sẽ nói về cái ý C nhá. Ý C của mình sẽ là gì? Các em có thể để ý, M là trung điểm của SD. Vậy thầy sẽ lấy cái vị trí điểm M ở đây nhá, cho nó lệch H đi một tí. Vị trí điểm M. Và người ta yêu cầu em là em hãy đi tính khoảng cách từ M cho tới cái mặt phẳng là SBC. Vậy tính ra làm sao? Chuyển đổi như thế nào? Cả lớp tập trung này. M đây, mặt SBC đây. Mọi người để ý này, cái từ M này này, em sẽ phải nghĩ tới cái hướng, đó là em phải chuyển về điểm A. Bởi vì rõ ràng là nếu mà nói về khoảng cách từ A cho tới mặt SBC ấy, thì các em sẽ kẻ được cũng như là đi tính được. Thế nhưng mà từ M mà chuyển về A thì chuyển kiểu gì? Trực tiếp một lần có được không? Đấy. Thực ra là sẽ có những người, người ta có thể chuyển được trực tiếp một lần. Thế nhưng mà bây giờ mọi người để ý nhá. MA này, thứ nhất là chúng ta cũng đang chưa nhìn thấy nhá, nó rơi vào trạng thái là song song với SBC, đúng không? Chưa nhìn thấy, thầy cũng chưa dám khẳng định là có hay không, nhưng mà chúng ta chưa nhìn thấy thì song song đang chưa thấy, đúng không? Nhưng cắt nhau có thấy không? AM đã nhìn thấy cắt SBC chưa? Cũng lại chưa luôn. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta đi tìm cái bài toán là AM cắt SBC tại đâu ấy, thì đấy lại là cái bài toán nó làm cho cái bài toán này nó trở thành dài. Vậy người ta không làm như vậy. Người ta sẽ cố gắng là chuyển đổi hai lần. Thế bây giờ mọi người để ý này. Từ M thầy muốn chuyển về A, đúng không?
Vậy mọi người có thấy là M này, D này, M và D nhá, nó có cái giao điểm với cả mặt SBC chính là điểm S không? Vậy khoảng cách từ M tới so với khoảng cách từ D tới nó sẽ bằng SM trên SD. Vậy từ M thầy sẽ chuyển về D. Thế nhưng mà điểm D và điểm A nó lại song song với cả mặt SBC. Vậy từ D thầy lại tiếp tục chuyển về A. Vậy thông qua hai bước chuyển, chúng ta đã kết thúc bài toán rồi, đúng không? À như vậy, ở đây chúng ta có thể thấy là thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển từ M về D. Khoảng cách từ M cho tới SBC này so với khoảng cách từ D cho tới SBC nó sẽ được tính bằng cái tỷ lệ tính từ giao điểm là SM chia SD. Và tỷ lệ này là 1/2. Thế nhưng mà mặt khác, D và A nó lại rơi vào trạng thái là song song. Vậy khoảng cách từ D đến SBC nó lại bằng chính khoảng cách từ M tới SBC. À, bằng khoảng cách từ A tới SBC. Vậy cuối cùng chúng ta có thể dễ dàng cho kết luận, đúng không? Khoảng cách từ M cho tới SBC sẽ bằng một nửa khoảng cách từ A tới SBC. Vậy thì cái chuyện kẻ khoảng cách từ A thì nó lại rất là đơn giản rồi. Từ A kẻ vuông góc xuống BC thì nó rơi vào đúng vị trí điểm B. Nối S với B và từ A kẻ vuông góc lên SB. AI, được chưa? Ok, vậy đến đây thì các em kết thúc thôi nha. Như vậy cái này nó sẽ là một nửa của đoạn AI nhé. Một nửa của đoạn AI. Rồi tất cả lớp thực hiện cái bước tính cho thầy và chốt bài toán nào. 1 trên AI bình thì bằng là 1 trên SA bình cộng với cả 1 trên AB bình. Và cái kết quả của mình đây nó sẽ là 1/4 này cộng với 1/1 và nó sẽ là 5/4. Vậy chốt cái khoảng cách, tức là cái đoạn AI á, thì nó sẽ là 2A trên căn 5 các em nhé. Thế nhưng mà các em đừng vội là khoanh đáp án luôn nếu như mà làm trắc nghiệm. Bởi vì sao? Bởi vì rất là nhiều bạn, các bạn tính đến đây là các bạn cực kỳ là chủ quan và thầy không hề ủng hộ cái điều đấy luôn. Các bạn tính đến đây là các bạn mới chỉ tính AI thôi. Thế còn khoảng cách của các bạn là các bạn phải chia mấy nữa? Chia 2 nữa nhá. Các em phải nhớ khoảng cách từ M nó sẽ bằng là A trên căn 5 nhá. Đây cũng chính là một trong những cái vấn đề mà người ta có thể đánh mạnh vào trong những cái câu hỏi đúng sai đấy các em. Nó đánh vào đúng cái bạn làm chủ quan, cái bạn tâm lý yếu, bạn làm trước quên sau, đúng không? Đó. Thì thầy vừa giới thiệu tới mọi người một trong những cái ví dụ đơn giản nhất, phổ biến nhất mà nó lại chứa đựng toàn bộ những cái kiến thức của cái bài học ngày hôm nay. Ok các em. Thầy cho mình sẽ tiếp tục đến với cái ví dụ số 2. Đó là cho một cái hình chóp có đáy là hình thang vuông tại A và B. Biết rằng là AD bằng 2A, AB bằng BC bằng SA và cùng bằng A. Cái cạnh SA vuông góc với mặt đáy và tính khoảng cách từ điểm B tới mặt SCD. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ hình bài toán này nhé. Đáy là hình thang vuông, thế thì mọi người hiểu là như này này. Đối với cái bài khoảng cách cơ bản ngày hôm trước thầy có dạy mọi người ấy, thì thầy đã cho những cái mô hình thực sự là nó rất là phổ biến, nó rất là phổ thông, nó cơ bản. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái bài học mà thầy trò mình sẽ tiếp cận với những cái hình vẽ nó khác đi một chút. Đó, thì thầy cố gắng là giới thiệu cho tất cả mọi người nhiều nhất có thể, đúng không? Đó, thì cái đáy là hình thang vuông ấy, thì các em sẽ vẽ như thế này này. Đây, các em sẽ vẽ giống kiểu như là cái hình bình hành của mình. Thế nhưng mà bây giờ mình sẽ cho hai cái đáy nó không bằng nhau. Đó, thế một đáy là gấp đôi cái đáy còn lại, đúng không? Đó, thế thì một đáy của mình nó sẽ chỉ tới đây thôi này. Đó, được chưa? Đấy, như vậy thì các em hiểu là đây là A này, B này và C. Thì cái cạnh này là bằng A này, cạnh này bằng A và cạnh này sẽ là 2A.
Và đây chính là đề của mình. Đó, như vậy các em sẽ vẽ được xong cái hình này rồi. Thế thì từ S hạ vuông góc và SA cũng bằng A luôn. Ok, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái bài toán như thế này. Thế nhưng mà tại sao thầy lại đưa cái câu này vào trong cái bài toán ngày hôm nay của mình? Nó hay lắm các em ạ. Các em để ý này. Chúng ta muốn tính khoảng cách từ điểm B đến mặt SCD. Thì bây giờ chúng ta chuyển từ điểm B về điểm A kiểu gì? Đó, khoảng cách từ B đến mặt SCD chúng ta sẽ đi chuyển như thế nào bây giờ? Thì bây giờ các em để ý này, đầu tiên nhá, là AB nhá, nó lại không song song với mặt SCD và nó cũng chưa có giao điểm, đúng không? Vậy thì bắt buộc cái bài toán này em có thể chuyển theo kiểu là em phải đi tìm giao điểm. Vậy nếu mà nói về cái chuyện là đi tìm giao điểm ấy thì chúng ta sẽ tìm được. Bởi vì nó rất là dễ, AB sẽ cắt CD và chúng ta sẽ sinh ra giao điểm, đúng không? À, như vậy nếu mà em đi kéo dài như thế này và em kéo dài như thế này thì chúng nó sẽ cắt nhau tại cái vị trí giao điểm. Thầy tạm gọi cái giao điểm này là Y. Thì rõ ràng là các em thấy là BC nó song song và bằng một nửa AD. Vậy tức là cái tỷ lệ ở đây là tỷ lệ 1/2. Thế thì thành ra là IB trên IA cũng sẽ bằng 1/2. À, thầy vừa chuyển đổi thông qua việc tìm giao điểm, đúng không? Đó, mọi người để ý này. Chúng ta sẽ có, đó là gì? Đó là AB sẽ cắt CD, hay đơn giản hơn là cắt luôn SCD tại điểm Y. Và chúng ta có cái tỷ lệ, đúng không? Khoảng cách từ B đến SCD so với khoảng cách từ A đến SCD nó sẽ bằng tỷ lệ của IB trên IA. Nhưng mặt khác, IB chia cho IA thì nó lại chính là bằng BC chia cho AD và tỷ lệ này nó là 1/2. Vậy cuối cùng thì chúng ta chỉ cần đi tính khoảng cách từ điểm A, sau đó chúng ta nhân 1/2 là xong, đúng không? Thì đây thầy gọi nó là cái cách một cho cái việc chuyển là tìm cái thằng gọi là giao điểm. Thế còn cái cách hai mà thầy lại đưa ra ở đây là gì? Đó là thầy lại đi chuyển hai lần nhưng không phải kẻ thêm. Em biết là sao không? B, CD này. Nếu như mà thầy gọi một cái điểm là điểm M ở đây ấy, thì mọi người có nhìn thấy là cái đường BM này này nó lại song song với đường CD không? Bởi vì hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Vậy khoảng cách từ B so với khoảng cách từ M là bằng nhau bởi vì chúng song song. Thế từ M em lại chuyển về A thì em có thấy là AM nó cắt SCD tại điểm D không? Vậy khoảng cách từ M mà chuyển về A thì nó chính là bằng DM trên DA và nó bằng 1/2. 1/2. Như vậy nếu mà chuyển theo cái cách số 2 này thì các em sẽ không phải đi vẽ thêm hình, nhưng mà các em phải nhìn ra được cái vị trí của điểm M, đúng không? À, như vậy chúng ta có này, M là trung điểm của AD, từ đây dẫn tới là BM sẽ song song với cả mặt phẳng SCD bởi vì nó song song với CD, đúng không? Vậy từ đây chúng ta có khoảng cách từ M từ B tới SCD nó sẽ bằng khoảng cách từ M tới SCD. Nhưng mà khoảng cách từ M tới SCD ấy, thì nó lại bằng một nửa khoảng cách từ A tới SCD, đúng không? Nó bằng cái tỷ lệ của cái thằng là DM trên DA và nó bằng 1/2. Đó, như vậy thì sau cùng chúng ta vẫn có một cái kết luận, đó là khoảng cách từ B sẽ bằng một nửa khoảng cách từ A. Được chưa? Rồi, thế thì sở dĩ cái vấn đề mà ngày hôm nay thầy đưa cho mọi người cái bài toán này với một cái mục tiêu là để mọi người biết được
chúng ta sẽ đi lựa chọn theo những cái phương án nào và chúng ta sẽ có những cái góc nhìn tốt hơn. Vậy chung quy lại, khoảng cách từ A đến SCD thì nó kẻ như nào? Đầu tiên là kẻ từ A vuông góc xuống CD, đúng không? Sẽ có những bạn kẻ rất thoải mái, nhưng bạn lại không biết rằng là từ A mà vuông góc xuống CD ấy, thì nó lại vuông chính tại điểm C luôn. Các em biết tại sao nó lại vuông tại C không? Bởi vì này, em nhìn cho thầy cái CM nhé. Cái CM này này, nó song song và bằng AB, đúng không? Bởi vì hai cặp cạnh này song song và bằng nhau này. Vậy CM sẽ bằng A. Thế còn AM cũng bằng A, MD cũng bằng A. Vậy trung tuyến bằng nửa cạnh huyền thì đây sẽ rơi vào trạng thái là tam giác gì? Tam giác vuông. Vậy nếu bạn nào không biết ấy, các em đi kẻ vuông góc một cách rất là bất kỳ thì thành ra là em lại không tính được. Nhưng ai, mọi người lại không biết rằng là trong cái việc này em kẻ vuông góc nó lại chính là tại điểm C. Thì bây giờ mọi người phải nhớ cái bài toán này giúp thầy nhá. Thế còn từ A kẻ vuông góc là tại C rồi, nối S với C, và cuối cùng là từ A kẻ vuông góc lên SC thôi. Thế thì đây là hình thang vuông này. Đây là A, đây là A. Thì AC sẽ bằng A căn 2. Vậy nên em chốt chưa? Chốt luôn khoảng cách, đúng không? Và khoảng cách từ A đến SCD chính là AH. Và chúng ta sẽ có là 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AC bình. Các em thay số nhé. Và kết quả của chúng ta nó sẽ là 3 trên 2A bình. Như vậy AH của mình, em nghịch đảo và em lấy căn, thì kết quả của mình ở đây nó là bao nhiêu nào? Căn 6 trên 3. Tuy nhiên thì khoảng cách từ điểm B thì các em phải nhân thêm với 1 phần 2 nữa nhé. Từ đây dẫn tới khoảng cách từ điểm B là căn 6 trên 6. Khoanh đáp án ăn điểm, đúng không? Đấy, thì mọi người phải lưu ý cho thầy cái bài toán này. Tất nhiên là trong tất cả những cái chuyện là trình bày, đấy, trình bày cái đường, những cái đường kẻ như này thì các em sẽ phải tự trình bày ở cái thời điểm này rồi, đúng không? Kẻ như nào, chứng minh ra sao, các em tự làm nhá. Và nhớ thầy nhắc lại này, ở trong cái hình, trong cái đáy của mình nó là hình thang vuông với cái số liệu cạnh như thế này ấy, thì từ A mà vuông góc xuống CD nó vuông đúng tại C nhá. Trung tuyến bằng nửa cạnh huyền, tam giác vuông tại C, nhớ chưa? Ok, rồi như vậy là mình sẽ kết thúc ví dụ 2. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái ví dụ số 3. Đó là cho một cái hình hộp và hình hộp chữ nhật nhé. Có AB là bằng 2A này, AD bằng A và AA phẩy thì bằng là A căn 3. Gọi M là trung điểm của AB và người ta yêu cầu là tính các cái khoảng cách. Vậy thì bây giờ mọi người sẽ vẽ hình nhé. Thì các em để ý này, ở đây người ta có cho cái đáy AB nó dài hơn cái đáy AD ấy. Thế nên là mình có thể vẽ hình là mình sẽ để AB ở đây và mình để AD ở đây, được không? Được, đúng không? Bởi vì thực ra là trong cái hình không gian ấy, thì cái việc em đổi thứ tự đỉnh thì cái góc nhìn, nó thay đổi cái góc nhìn thôi, chứ còn bản chất là nó hoàn toàn là như nhau, đúng không? Đó, vậy bây giờ em vẽ hình nha. Hình hộp chữ nhật, đúng không? Rồi, có đáy sẽ là một cái hình chữ nhật này. Ok. Rồi, đây sẽ là AA phẩy. DD phẩy này. Đây sẽ là BB phẩy, CC phẩy nha. BB phẩy này. Rồi. Thế bây giờ thì mình sẽ đi tính một cái khoảng cách ở trong cái hình hộp chữ nhật.
mà trước đó là thầy cũng chưa đề xuất ra những cái bài toán liên quan tới hình hộp đúng không? Rồi, đây sẽ là A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy này, A, B, C, D. 2A và A căn 3. Ok, rồi, thì bây giờ mình sẽ đi thiết lập từng cái khoảng cách. Câu A là người ta yêu cầu tính là khoảng cách từ đâu nhỉ? Từ D phẩy cho tới mặt phẳng là A phẩy BD đúng không? Ok, D phẩy đâu? D phẩy đây nhá, D phẩy đây. Đó, D phẩy đây này. Đến cái mặt phẳng là A phẩy BD. Ok. Làm thế nào để mà chúng ta có thể tính được cái khoảng cách này đây? Khoảng cách từ D phẩy tới mặt phẳng A phẩy BD. Thì bây giờ các em phải nhìn cái vai trò của cái mặt A phẩy BD trước đúng thầy. Em nhìn cái mặt phẳng A phẩy BD nhá. A phẩy BD thì nó sẽ là một cái mặt chéo như thế này đúng không? Và cái mặt chéo như thế này thì mình nhìn ra là nó ở cái trạng thái là có cái đỉnh A phẩy. Và hình chiếu của cái đỉnh A phẩy này này, nó lại chính là cái điểm A ở dưới đáy. Vậy chúng ta hiểu rằng là nếu như mà mình đi tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng A phẩy BD thì kiểu gì mình cũng sẽ kẻ được và mình tính được. Đấy. Như vậy ở đây thì bản chất cái vấn đề là chúng ta sẽ phải đi chuyển từ D phẩy này về A. Vậy chuyển từ D phẩy về A thì chuyển như thế nào? Các em có nhìn thấy là cái giữa cái D phẩy và A này này thì nó sẽ có cái giao điểm với cả cái mặt phẳng A phẩy BD không? Và nó chính là giao tại cái vị trí điểm này. Mà đây là hình chữ nhật, thế nên là thành ra cái điểm này nó chính là trung điểm. Vậy khoảng cách từ D phẩy so với từ A bản chất là bằng nhau. Thì đó chính là cái câu chuyện mình sẽ đi chuyển đổi, đúng không? Vậy ta có này. Khoảng cách giữa D phẩy tới so với khoảng cách từ A tới thì nó sẽ được tính bằng tỷ lệ của giao điểm cho đến điểm cần tính này. Và tất nhiên hai cái này là bằng nhau. Thì bây giờ em chỉ cần kẻ khoảng cách và em chốt thôi. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng A phẩy BD. Đây là hình chữ nhật nhé. Nên là lúc em kẻ thì nó không vuông tại trung điểm. Và em kẻ bất kỳ thôi. Cái này gọi là AP nhé. Em nối lại. Và kẻ lên. Đó. Thì cái vấn đề quan trọng nhất là gì? Là mình phải chắc chắn cái kiến thức một chút. Thì mình xử lý nó sẽ ok thôi. Đúng không? Rồi, thế bây giờ em tính đoạn AH đi. 1 trên AH bình này thì bằng 1 trên AA phẩy bình cộng 1 trên AP bình. Thế nhưng mà cái thằng 1 trên AP bình ấy thì nó lại chính là bằng 1 trên AD bình cộng 1 trên AB bình, đúng không? Đấy, như vậy là em thay số là được nhé. 1 trên AH bình bằng 1 trên AA phẩy bình cộng 1 trên AD bình cộng 1 trên AB bình. Và kết quả của mình nó sẽ là 1 phần 3 này, cộng 1 này, cộng 1 phần 4 này. Đến đây thì các em quy đồng với 12 và các em sẽ chốt nhé. Đây là 3 nhé, 3 này, cộng với 4 là 7, 7 cộng với 12 là 19 này. Rồi, và đến đây chúng ta có AH. Căn 12 trên căn 19, tức là 2 căn 3 trên căn 19. Và căn 19 mà nhân với căn 3 thì là căn 57 nhé. Thầy trục căn thức luôn. Rồi thì ở đây thì các em hiểu là cái AH này nó chính là khoảng cách từ điểm A. Thế khoảng cách từ điểm A thì lại bằng khoảng cách từ điểm D. Vậy đây cũng chính là khoảng cách từ điểm D luôn nhé. Mình chốt luôn, được chưa? Ok, thì bây giờ mình sẽ nói về vấn đề câu B nào. Câu B là gì đây các em? Khoảng cách từ điểm D tới mặt phẳng là B'MC. B'MC, M là gì? M là trung điểm của AB. Đây nhá, đây sẽ là điểm M này. Ok, đây sẽ là vị trí của điểm M. Rồi, thế bây giờ người ta yêu cầu là tính khoảng cách từ điểm D này
đến mặt phẳng B'MC. Đây sẽ là mặt phẳng B'MC của chúng ta. Ok. Thì bây giờ nhá, em muốn xử lý được cái khoảng cách này ấy, thì em lại tiếp tục em để ý vào cái mặt phẳng B'MC này. Xem là cái mặt phẳng này nó có cái vai trò như thế nào. Thì cái mặt phẳng B'MC nó là một cái mặt chéo như thế này, đúng không? Và nó có cái hình, nó có cái điểm đỉnh, đó chính là B'. Và hình chiếu của B' nó chính là B. Thế thì từ đây ấy, chúng ta muốn tính khoảng cách từ điểm D này này, thì người ta sẽ cố gắng là chuyển cái điểm D này về cái điểm chân đường vuông góc, tức là về điểm B. Vậy chuyển thì trong trường này nó rơi vào cái trạng thái nào? Thì thật ra là các em đã thấy được ngay lập tức là gì ạ? Đó là cái DB này này, nó cắt cái mặt phẳng B'MC tại cái vị trí này không? Thì lúc này cái bước chuyển của mình chính là bước chuyển theo tỉ số, đúng không? Thì nó sẽ cắt nhau tại chính cái vị trí điểm Y này. Ở trên này dùng Y rồi đúng không? Vậy ở dưới này dùng Z nhá. Ok, vậy thì bây giờ cho thầy hỏi là cái khoảng cách này nó sẽ được tính tỷ lệ như thế nào? Cái tỷ lệ này ấy, thì nó chính là bằng cái tỷ lệ của giao điểm, tức là Z này, ZD đúng không? Chia cho ZB. Vậy hỏi cả lớp là ZB trên ZD tỷ lệ là bao nhiêu? Các em có nhìn ra không? ZB trên ZD hay là ZD trên ZB tỷ lệ bao nhiêu? Các em có nhìn ra không? Thì đây cũng là một trong những cái để các em có thể tích lũy kinh nghiệm này. ZD trên ZB thì nó bằng 2. Tại sao nó lại bằng 2? Anh này là trung điểm, thì em sẽ nhìn ra là hai cái tam giác đối đỉnh đồng dạng với nhau, đó là tam giác ZDC thì đồng dạng với tam giác là ZBM, và cái tỷ lệ đồng dạng đó là tỷ lệ 2. Mở ngoặc ra này, vì lý do này, đó là tam giác là ZDC đồng dạng với tam giác ZBM. Được chưa? Ok, vậy thì đến đây em đi xác định khoảng cách từ điểm B. Và sau đó thì mọi người sẽ thực hiện cái thao tác, đó là các em sẽ đi tính cái khoảng cách từ điểm B. Sau đó thì các em nhớ cái kết quả là các em sẽ nhân 2 lên là bài toán kết thúc, đúng không? Ok, thế thì bây giờ nhá, cái cạnh này bằng A này, cái cạnh này bằng A này. Như vậy cái tam giác này của mình nó là tam giác vuông cân. Vậy khoảng cách từ điểm B cho tới cái mặt phẳng là mặt phẳng B'MC thì các em sẽ đi kẻ như thế nào? Đầu tiên sẽ là từ B này, kẻ vuông góc xuống MC, và lúc này nó sẽ phải rơi vào đúng trung điểm, được chưa? Đây gọi là BK. Sau đó nối B' xuống này, và từ B kẻ lên B' này, B'K này, và đây chính là BQ, được chưa? Ok. Em nhìn cái việc tính BQ nhá. 1 trên BQ bình thì sẽ bằng 1 trên BB' bình phương cộng 1 trên BK bình. Thế nhưng mà 1 trên BK bình ấy thì nó lại chính là 1 trên BM bình cộng 1 trên BC bình. Bởi vì lý do đó là tam giác này vuông, được chưa? Đó. Rồi, như vậy đến đây em thay số nhá. 3A bình này, A bình này, A bình nữa này. Và đây thì tất cả kết quả này nó là em quy đồng với 3 thôi, nó là 7 chia 3 bình. Như vậy từ đây chứng tỏ là BQ nó sẽ bằng A căn 3 trên căn 7. Vậy thì mình sẽ chốt khoảng cách từ điểm D em nhân 2 lần cái này, kết quả này lên. Thì cái này em chụp căn thức thì nó sẽ ra là A căn 21 trên 7, đúng không? Vậy nó sẽ là 2A căn 21 trên 7. Đó, như vậy là quen nhá mọi người. Ok các em.